Tôi rất tôn trọng Đức Phật. Ngài ấy là một con người vĩ đại, không còn nghi ngại gì nữa. Những gì Ngài ấy đã làm thật rất phi thường. Ngài ấy đã tạo dựng nên một làn sóng tâm linh khổng lồ và vẫn còn tồn tại sau 2.500 năm. Vì vậy, sự khác biệt giữa Shiva và Đức Phật là gì? Không phải là một câu hỏi thích hợp. Đức Phật, Ngài ấy rất khoa học, rất lâm sàng. Nếu bạn nhìn vào bất kỳ quá trình tâm linh nào ở bất cứ đâu trên hành tinh này, bạn sẽ thấy nó không nằm ngoài 112 cách mà Shiva đã khám phá. Thưa Sadhguru, tôi muốn biết sự khác biệt cơ bản giữa con đường của Shiva và con đường của Đức Phật. Sadhguru trả lời, nói về con đường của Đức Phật thì rất dễ, vì nó rất logic. Thật ra, nó khá đơn giản. Và là một quá trình kéo dài rất lâu. Nói chung, những phương pháp mà Đức Phật truyền cho con người luôn là hành trình của một vài kiếp sống. Bạn có thể thấy rõ điều này ngày nay. Những người theo đạo Phật luôn nói về điều này, đặc biệt là Phật tử Tây Tạng là những Phật tử nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Vì bất cứ lý do chính trị nào, họ luôn nói về những công việc thực hiện trong vài kiếp sống. Vì vậy, nếu bạn có sự kiên nhẫn đến mức sẵn sàng làm việc trong vài cuộc đời, cách của Đức Phật là một quy trình từng bước rất hiệu quả, rất logic, khoa học mà một người có thể đi, bởi vì đây là con đường của nhận thức. Ý nghĩa của việc bước đi trên con đường nhận thức là có những cột mốc trên đường đi. Nó cho bạn biết bạn đã đi được 1 dặm, 2 dặm, 10 dặm. Nó cho bạn biết bạn đang ở đâu. Đó là khía cạnh quan trọng nhất. Quá trình đó không cần có quá nhiều niềm tin hay sự tận tâm, bạn vẫn có thể phát triển. Bởi vì bạn có một phương pháp để bám vào, bạn cứ tiếp tục thực hiện nó, tiếp tục thực hiện nó, tiếp tục thực hiện nó. Nó cho bạn thấy rõ ràng rằng bạn đang tiến bộ. Nhưng với Shiva thì không có sự đảm bảo nào như vậy. Và ngày ấy không ấn định các cột mốc quan trọng. Bạn không biết mình đang tiến hay đang lùi. Nhưng bạn đang đi đâu đó, đó là tất cả những gì bạn biết. Giống như rơi vào một cái hố không đáy. Điều đó nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng tôi muốn bạn hiểu điều này. Cái hố không đáy là nơi an toàn nhất để rơi vào. Một cái hố có đáy thì rất nguy hiểm. Một cái hố không đáy tuyệt đối an toàn. Cuộc đời của bạn thế là xong. Chỉ cần bạn nhảy vào đó là xong. Đơn giản là bạn rơi vào đó. Nếu bạn đã từng... Có ai đó đã từng nhảy dù chưa? Bạn đã từng rồi chưa? Nếu bạn đang rơi tự do, sau đó nếu bạn không mở dù ở khoảng cách vài nghìn feet thì bạn không biết mình đang đi xuống hay đi lên. Không có gì cả, chỉ có cảm giác như bạn đang lơ lửng xung quanh và điều đó thật tuyệt vời. Chỉ khi bạn nhìn xuống hành tinh chết tiệt đang lao tới bạn với vận tốc khủng khiếp thì... Nếu hành tinh này không có ở đó thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Chỉ khi bạn nhìn xuống, nó sẽ lao tới bạn với tốc độ khủng khiếp. Đó mới là vấn đề. Rơi xuống là, đừng hiểu rơi là một điều tiêu cực. Rơi xuống là một điều tuyệt vời. Bạn đã bao giờ yêu chưa? Chỉ khi chạm đấy thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Nếu bạn rơi vào một cái hố không đáy thì không có vấn đề gì. Shiva là một cái hố không đáy. Những phương pháp của Ngài ấy rất khác. Nhưng bạn không thể giới hạn Ngài ấy theo cách nào.
bởi vì với 7 đệ tử khác nhau, 7 Saptarishis. Những hiền triết vĩ đại ngày xưa, Ngài đã dạy cách. Ngài đã dạy 7 cách cơ bản để con người có thể khám phá ý thức của mình. Từ 7 cách này, theo bội số của 7, nó đi xa hơn. Và có 112 cách khác nhau Ngài ấy đã khám phá ra, và Ngài ấy nói đây là tất cả. Có một câu chuyện như thế này. Ồ, không có thời gian để kể chuyện. Vì vậy, Ngài đã giải thích 112 cách khác nhau để con người có thể đạt tới đỉnh cao của mình. Và 112 cách này là 112 luân xa trong cơ thể. Có 114, nhưng hai trong số đó ở bên ngoài cơ thể vật lý. Ngài ấy đã bỏ ra, và Ngài ấy nói có 112 cách khác nhau để đạt được khi bạn còn có cơ thể vật lý. Điều đó có nghĩa là mọi luân xa trong cơ thể, mọi điểm gặp gỡ của hệ thống năng lượng là một cách cụ thể để đạt được. Ngài ấy không bỏ sót điều gì. Con đường của Đức Phật là một phần nhỏ trong các phương pháp của Ngài. Tôi muốn bạn hiểu rằng bản thân Đức Phật không chỉ đơn giản là ngồi trong rừng. Ngài dành 8 năm thực hành tu luyện với nhiều vị thầy khác nhau trên khắp đất nước. Và toàn bộ xương sống của quá trình tâm linh này, kiến thức này, về cơ bản đều đến từ Shiva. Dù ở đâu, dù ở nơi nào trên thế giới, quá trình tâm linh cơ bản đều bắt nguồn từ xương sống này, và nó đã được đưa đến nhiều nơi trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng trông rất khác nhau, bởi vì 112 cách khác nhau này trông hoàn toàn khác với nhau. Vì vậy, sự khác biệt giữa Shiva và Đức Phật là gì? Không phải là một câu hỏi thích hợp. Đức Phật đã khám phá khía cạnh nào của Shiva? Ngài ấy đã khám phá con đường nhận thức. Đó là một khía cạnh. Nó rất đơn chiều, nhưng quan trọng là Đức Phật, Ngài ấy rất khoa học, rất lâm sàng. Ngài ấy thu hút trí óc logic. Nhưng Ngài ấy vẫn như thế này đây. Ngài ấy cũng ngồi như thế này đây. Nhiều lúc Ngài là người tu khổ hạnh, Ngài chỉ ngồi bất động, nhưng nhiều khi Ngài lại nhảy múa điên cuồng, say mê. Ngài ấy ở trong đủ loại trạng thái, bởi vì Ngài không giới hạn bản thân vào bất kỳ chiều hướng cụ thể nào. Ngài ấy khám phá mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì vậy, điều mà bạn gọi là con đường của Đức Phật chỉ là một khía cạnh của 112 cách khác nhau, và rất nhiều người khác đã mang đến rất nhiều khía cạnh khác, nhưng theo những cách riêng. Trong số 7 đệ tử này, trong số 7 hiền triết vĩ đại này, có một người đã đi về phía Nam. Phía Nam có nghĩa là bất cứ điều gì hướng Nam của dãy Himalaya là phía Nam. Tôi đang nói chuyện với tất cả người dân Mumbai. Bất cứ điều gì ở phía Nam dãy Himalaya đều là phía Nam. Vì vậy, Agastya đã đi về phía Nam, và Ngài ấy trở nên đặc biệt phổ biến bên ngoài dãy núi Vindhya. Bạn có biết câu chuyện về núi Vindhya, cúi đầu Agastya Muni và ông ấy không bao giờ quay lại nữa không? Bạn có biết câu chuyện đó không? Không à, bạn phải học điều gì đó về Ấn Độ. Đặc biệt là cao nguyên Deccan. Ngài đã tự mình lan tỏa theo cách như vậy. Mọi nơi sinh sống của con người ở cao nguyên Deccan, Ngài ấy đều đã chạm đến. Bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy, bạn sẽ nghe thấy điều gì đó về Agastya Muni. Và Ngài ấy đã bắt đầu hành động để làm tươi trẻ nông thôn. Ngài không chừa lại bất kỳ một nơi ở nào của con người. Ngài ấy đã mang quá trình tâm linh đến cuộc sống của mỗi người, toàn bộ dân số. Người ta nói Ngài đã sống hơn 4.000 năm. Chúng ta không biết Ngài sống được bao lâu,
nhưng chắc chắn quãng đời của ngài không phải là một quãng đời bình thường. Nó dài một cách kỳ lạ. Khi bạn tính toán quãng đường mà ngài ấy đã đi được, nếu bạn đặt đồng hồ tốc độ cho ngài ấy và nhìn xem ngài ấy đã đi được bao nhiêu dặm, bạn có thể thấy đó là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Chúng ta không biết đó là 400 năm hay 4.000 năm. Người ta nói là 4.000, nhưng chắc chắn ngài sống rất lâu và chạm vào mọi nơi ở và đảm bảo rằng quá trình tâm linh trở thành hiện thực sống động đối với mọi người. Chúng ta vẫn đang tận hưởng thành quả của ngài ấy. Tôi muốn bạn biết điều này. Phía nam của Ấn Độ vẫn đang thụ hưởng thành quả của ngài ấy. Không biết tại sao, một mức độ tự nhiên ổn định nhất định mà bạn thấy chính là thành quả của ngài ấy. Bởi vì ngài ấy đã đưa yoga vào cuộc sống của mọi người mà không cần một nhãn hiệu, không cần một định dạng nào cả, chỉ giống như quá trình sống. Giống như bạn thức dậy vào buổi sáng, đánh răng, nấu nướng, ăn uống, tất cả những điều này ngài ấy đã biến nó thành một quá trình tâm linh và chúng ta vẫn đang tận hưởng những lợi ích của việc đó. Nếu bạn nhìn vào bất kỳ quá trình tâm linh nào ở bất cứ đâu trên hành tinh này, bạn sẽ thấy nó không nằm ngoài 112 cách mà Shiva đã khám phá. Vì vậy, so sánh giữa Đức Phật và Shiva là không phù hợp. Tôi rất tôn trọng Đức Phật. Ngài ấy là một con người vĩ đại, không còn nghi ngại gì nữa. Những gì Ngài ấy đã làm thật rất phi thường. Ngài ấy đã tạo dựng nên một làn sóng tâm linh khổng lồ và vẫn còn tồn tại sau 2.500 năm. Nhưng nó không thể so sánh được. Không có cách nào có thể so sánh được. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là những gì Đức Phật đã làm chỉ là một phần nhỏ trong công việc của Shiva. Nó ít hơn 1%, vì trong số 112 cách Đức Phật đã khám phá một, và điều quan trọng là Ngài ấy đã tuyên truyền nó rất tốt và đã khuyến khích hàng nghìn người đi theo con đường đó. Đó là thành công của Ngài ấy. Nhưng Shiva hơi ngất ngây nên không thể marketing được. Bạn nên tiếp thị cho Ngài ấy. Ngài ấy sẽ không làm tiếp thị. Nhưng Ngài ấy đã bắt đầu công việc của mình cách đây 40 đến 60.000 năm. Nhưng sau 60.000 năm hoặc 40.000 năm, nó vẫn còn tồn tại, bạn không thể triệt tiêu nó. Phải không? Bạn vẫn không thể triệt tiêu nó, đúng chứ? Khi tôi hoàn thành cuộc đời mình, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ để ngày ấy nổi tiếng hơn một chút so với ngày nay. Yoga là một bộ môn khoa học để hiểu được cơ chế của sự sống, một phương tiện để bạn kết nối với bản chất sâu nhất trong chính mình. Isha Yoga được thiết kế bởi Sadhguru đã giúp chuyển hóa hàng triệu người trên thế giới có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn. Visa, nơi lan tỏa Isha Yoga và là cầu nối đưa tri thức của Sadhguru đến với người Việt Nam, đồng thời cung cấp những vật phẩm được nhập trực tiếp từ trung tâm Isalai Ấn Độ. Website visa.vn, hotline 0936 234 036.